Các bệnh nhân đến thì với các biểu hiện ví dụ như là sụp mi rồi mắt giảm mất thị lực đột ngột diễn ra trong vòng có thể là một vài sớm nhất chúng tôi đã từng gặp đó là trong vòng 12 tiếng, rồi có thể có những bệnh nhân là 1 tuần, 10 ngày, 2 tuần vân vân. Rồi có những trường hợp thì sưng nề có những cái sùi, có những cái sưng giò hổ ở vùng mắt rồi vùng mặt trước sau hàm, và đặc biệt là có những bệnh nhân mà người ta kêu là có mùi rất là thối trong miệng, và khi mà chúng tôi cho các kia khám họng và khám miệng và khám họng cho bệnh nhân thì thấy là có tình trạng hoại tử niêm mạc của vùng khẩu cái, và qua đây chúng ta thấy cái xương nó có màu đen là chứng tỏ là cái xương này nó đã bị thiểu dưỡng và thậm chí có thể gọi là xương chết rồi. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng về mặt lâm sàng nó có thể, mặc dù là nguyên nhân chúng ta đang nói đến mũi xoang là bệnh của mũi xoang, nhưng cái thể biểu hiện của nó có thể là từ mắt rồi đến cái vùng mặt hoặc là vùng trong khoang miệng, và thậm chí có những trường hợp bệnh nhân đến là có viêm mảng não hoặc là có biểu hiện của những cái khối chảy cằn của khối thắt áp mũi sọ do áp xe não. Và đối với bác sĩ tai mũi họng, chúng tôi có một cái vũ khí rất là quan trọng, đó là nội soi. Thì dựa vào cái nội soi với cái góc độ khác nhau thì cái hình ảnh đặc trưng mà trong phần lớn các trường hợp chúng tôi thấy được đó là tình trạng niêm mạc mũi nó bị thiểu dưỡng, nó thể hiện tình trạng tắc mạch, nó có màu trắng, và nếu muộn hơn thì có thể bắt đầu có những cái mảng đen, có thể hiện sự hiện tượng hoại tử của niêm mạc, trong một số trường hợp là hoại tử tiêu và xương của cái khuôn mũi cũng như là anh ngăn gây thủng anh ngăn. Về mặt chẩn đoán hình ảnh thì có thể thấy rằng là với cái thể khi mà bác sĩ chúng tôi nghĩ đến là cái mũi xoang cấp do mũi xâm lấn thì chúng tôi thường là chúng tôi sẽ ưu tiên trong tình huống cấp cứu chúng tôi chụp cắt lớp vi tính. Và trên hình ảnh cắt lớp vi tính thì người ta sẽ thấy là có những cái hình ảnh nó không quá đặc hiệu, đó có thể là hình ảnh mờ gồm mờ trong các xoang, rồi dày thì là niêm mạc, có thể là ở một vị trí một xoang hoặc là một vài xoang. Nói tóm lại là với một cái tình trạng khá là rầm rộ trên biểu hiện lâm sàng, nhưng trên phim CT thì có thể là nó chỉ là những cái mờ nhẹ nhàng, nó không dữ dội, không ghê gớm như những cái viêm mũi xoang cấp do nhiễm khuẩn. Và trong những trường hợp mà chúng tôi nghi ngờ là có sự xâm lấn từ mũi xoang vào mắt hoặc là vào các cái cấu trúc nội sọ thì chúng tôi sẽ cho bệnh nhân hoặc là chụp các lớp vi tính có tiêm cảm quang, hoặc là tiêm hoặc là chụp phim từ có tiêm gadolinium. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta có thể thấy là bên ngoài, bên cạnh cái biểu hiện ở vùng mũi xoang thì có thể thấy những cái xâm lấn, những cái hình ảnh mà ngấm thuốc và đuôi quang tử ở trong ổ mắt rồi có cả trong nội sọ, và như vậy nó thể hiện là cái tổn thương không chỉ còn khu trú ở vùng mũi xoang mà nó đã xâm lấn vào trong ổ mắt cũng như là nội sọ. Về mặt mô bệnh học thì cũng hình ảnh thì trước 2020 thì rõ ràng cái việc chẩn đoán như giáo sư Định vừa mới nói là cái việc chúng tôi không có gặp cái viêm mũi xoang do lấn xâm lấn, và việc chẩn đoán dựa vào mô bệnh học cũng hết sức là khó khăn, và tại cái thời điểm đấy có thể mình cũng không gặp thật sự và chủ yếu là gặp ở thể cầu lấn thôi. Thế còn đối với đặc trưng ở mô bệnh học khi mà chúng tôi sinh thiết niêm mạc hoặc là xương ở vùng mũi xoang thì chúng ta có thể thấy các cái sợi, đây là nhiễm HE, thì chúng ta thấy là những cái sợi nấm, đấy, những sợi nấm và nó có những cái chia nhánh 90 độ, cái này thì không có vách. Và đây là những cái hình ảnh gợi ý là đây là do nấm muco. Và nếu như bệnh nhân có điều kiện và hoặc là trong những trường hợp mà trong trường hợp này chúng ta thấy như dưới hình ảnh của HE thì nó dày đặc các cái sợi nấm như thế này thì tương đối là điển hình và không cần phải thêm những cái xét nghiệm khác. Thì tuy nhiên trong những trường hợp đó, các cái bệnh phẩm lác đác thì chúng ta có thể kết hợp thêm hiệu bạc để được. Ở đây chúng ta thấy là các cái vách nấm thì nó gấm màu đen của bạc, và như vậy thì nó rất là đặc trưng điển hình của cái nấm ở trong cái mô niêm mạc. Như vậy thì về mặt chẩn đoán chúng ta thấy rằng là theo các cái hướng dẫn của thế giới và giúp ích cho bác sĩ về tai mũi họng trong quá trình cái này lâm sàng thì chúng ta có thể nhận diện, thứ nhất là với những trường hợp mà có thể viêm mũi xoang do nấm xâm lấn, đó là chúng ta chủ yếu dựa vào lâm sàng. Như vậy một bệnh nhân đến này có biểu hiện của một cái suy giảm miễn dịch, có bệnh nhân bị HIV, người thì bị tiểu đường vân vân, mà có những biểu hiện đột ngột của viêm mũi xoang do nấm xâm lấn, viêm mũi xoang cấp, thì bác sĩ tai mũi họng cần phải nghĩ đến viêm mũi xoang cấp do nấm xâm lấn. Đây là một điều rất là mới so với trước đây mà chúng tôi vẫn được học cũng như là trong nhiều năm thực hành qua. Tiếp theo đó, nếu như chúng ta có thể thấy trên hình ảnh, chúng ta cho bệnh nhân chụp phim có thể là cắt lớp vi tính hoặc là cụm hưởng từ, chúng ta thấy có hiện tượng mờ trong các xoang và xâm lấn các cái hiện tượng mờ phải bấm thuốc, nếu chúng ta tiêm thuốc đối quang tử hoặc là tiêm
quang nó có hiện tượng nấm thuốc vào các cái mô mềm xung quanh mũi xoang như là ổ mắt, như là nội soi, thì ở đấy chúng ta nhiều cái khả năng nấm sẽ lớn là rất là cao, và chắc chắn là nấm thì chắc chắn là lúc đấy sẽ phải có bệnh phẩm, chúng ta phải xin thiết là tìm thấy cái bệnh phẩm ở trong mô của mũi xoang cũng như là các cái tổ chức phần mềm khác. Đây là cái điểm mà để nói rằng là với bác sĩ lâm sàng, mặc dù chúng ta thấy rằng để đến được cái bước là chẩn đoán chắc chắn thì đây là điều khẳng định rồi, nhưng với một bác sĩ lâm sàng thì những cái bước đầu tiên, những cái định hướng đầu tiên là rất hết sức là quan trọng để chúng ta có thể nhận diện sớm cũng như là chúng ta đưa ra hướng điều trị phù hợp cho bệnh nhân. Và như vậy thì từ tháng 10 năm 2020 trở về trước, ở tại khoa tai mũi họng của bệnh viện chúng ta thì đã mổ rất nhiều những ca viêm mũi xoang do nấm, và chúng tôi chưa gặp một trường hợp nào viêm mũi xoang do nấm xâm lấn. Vậy thì từ tháng 11 năm 2020 cho đến đây là số liệu chúng tôi mới dừng lại ở tháng 3 năm 2023, sau này chúng tôi vẫn còn tiếp tục, thì chúng tôi gặp 23 trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán là viêm mũi xoang cấp do nấm xâm lấn, và trong đó thì tuyệt đại đa số là do nấm mô co. Và ở tất cả các bệnh nhân này thì đều có tình trạng là đang bị tiểu đường mà chưa được kiểm soát. Có những bệnh nhân vào thì đường máu khoảng 15-17 mmol trên lít, và thậm chí có những bệnh nhân 25-30 mmol trên lít. Người ta có nhiều lý do khác nhau. Chúng ta biết là tại thời điểm này thì cái dịch Covid, đại dịch Covid rất là hoành hành. Ca đầu tiên là tháng 1 năm 2020. Thì sau đó cho đến khoảng 2022 thì cái dịch nó bắt đầu đi xuống. Thì chúng ta thấy là trong cái giai đoạn này có thể do nhiều lý do. Cho đến giờ lúc này người ta chưa thể nói chắc chắn là liệu đây có phải là do Covid hay là do bệnh nhân không đi khám vì thiếu thuốc hay là lý do nào khác. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng là trong cái giai đoạn mà có đại dịch Covid thì chúng tôi gặp một series các bệnh nhân là như vậy. Vậy thì chốt lại qua cái gặp về mặt lâm sàng, để các bác sĩ tai mũi họng khi mà chúng tôi trao đổi, chúng ta hãy nghĩ đến viêm mũi xoang cấp do nấm xâm lấn ở tất cả các bệnh nhân nào mà có tình trạng suy rượu, giảm miễn dịch, và đặc biệt là tiểu đường chưa được kiểm soát mà có biểu hiện xuất hiện của viêm mũi xoang cấp, thì bác sĩ phải nghĩ đến liệu đây có phải là viêm mũi xoang cấp do nấm xâm lấn hay không, cho đến khi chúng ta bằng các biện pháp khác nhau chúng ta loại trừ nó. Về cái kinh nghiệm thứ hai đó là về điều trị, thì chúng ta thấy rằng là trên thế giới trong nhiều năm qua thì cái chủ đề về viêm mũi xoang do nấm xâm lấn nó không có mới, gọi là nó rất là thường quy ở trên thế giới rồi, người ta ra rất nhiều guideline. Thì riêng đối với chúng ta thì từ 2020 cho đến nay thì chúng tôi mới gặp viêm mũi xoang gọi là viêm do nấm xâm lấn xảy ra tại mũi xoang. Còn ở các cái chuyên khoa khác trong bệnh viện, ví dụ chúng có hô hấp hay là chúng có truyền nhiễm gặp ở các vị trí khác nhau như là đường phổi rồi phế quản vân vân, các phần mềm khác thì thường xuyên. Thế còn như vậy thì với chúng tôi cũng không gặp không ít khó khăn trong việc mà điều trị sao cho nó phù hợp tối ưu cho cái trường như này. Thì tham khảo ở trong các cái hướng dẫn trên thế giới cũng như là tham khảo các cái hướng dẫn tại bệnh viện Bạch Mai của chúng ta cho cái nhiễm trùng do nấm xâm lấn, rồi Bộ Y tế cũng ra những cái hướng dẫn về là, thì người ta thấy rằng là đối với những trường hợp mà chúng ta khẳng định là viêm mũi xoang do nấm cấp, do nấm xâm lấn, hoặc chúng ta nghi ngờ, thì những việc sau cần phải làm, thứ nhất phải làm phẫu thuật, phải có chỉ định phẫu thuật sớm, càng nhanh càng tốt. Tất nhiên không phải là những trường hợp mà gọi là chúng ta gọi là tối khẩn, nhưng mà phải là phẫu thuật cấp cứu có chuẩn bị, càng sớm thì càng tốt. Và như vậy trong quá trình mà có thể bệnh nhân đến với chúng tôi từ chuyên khoa mắt, từ chuyên khoa răng hàm mặt, rồi chuyên khoa đó mà chúng tôi nghĩ đến viêm mũi xoang cấp do nấm xâm lấn, thì chúng tôi sẽ đề nghị các bệnh nhân này cần phải được hoàn thiện một cái bi lăng sớm để bệnh nhân có thể được đưa đến bản mổ. Và tiếp theo đó là cần phải làm sao khởi động cái quá trình điều trị thuốc kháng nấm sớm. Thì trước đây khi mà chúng tôi có những ca đầu tiên thì việc mà thực hiện việc này là không hề dễ dàng một chút nào. Chúng ta biết là thuốc kháng nấm là rất là đắt tiền, rất độc, và bản thân khi mà chúng tôi hội chẩn với chuyên khoa truyền nhiễm thì ở bên đó người ta cũng chưa thực sự có kinh nghiệm về vấn đề điều trị viêm mũi xoang cấp do nấm xâm lấn. Và như vậy thì tại những thời điểm đó thì việc khởi động điều trị bằng thuốc như ngay lai là không hề dễ dàng. Thế gần đây thì một câu chuyện nó cũng đã sáng rõ hơn là rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là đối với các ngay lai dù là quốc tế hay là trong nước, thì khi đã nghi ngờ hoặc khẳng định là viêm mũi xoang cấp do nấm xâm lấn, một là phải phẫu thuật, hai là phải điều trị kháng nấm, và ba không quên đó là điều trị cái tình trạng suy giảm miễn dịch của bệnh nhân. Thì chúng ta biết rằng nấm xâm lấn sẽ xảy ra ở các bệnh nhân mà bị suy giảm miễn dịch. Vậy thì mục đích của phẫu thuật là gì? Trong cái cuộc mổ và cấp cứu thì chúng tôi sẽ làm các cái việc khác nhau. Và ở đây là hình ảnh trong mổ, thì quý đồng nghiệp có thể thấy là cái
cái tình trạng là niêm mạc nó bị hoại tử, nó tắc mạch, và chúng tôi lấy cứ nhặt và nhặt ra góc ra rồi nó không có chảy máu gì cả. Và mục đích của cái phẫu thuật là gì? Thứ nhất là chúng tôi phải lấy được cái bệnh phẩm để làm xét nghiệm mô bệnh học, có nghĩa là từ cái việc chúng ta nghĩ đến, chúng ta nghi ngờ cao, thì bây giờ chúng ta phải khẳng định là trường hợp này là do nấm xâm lấn, thì đấy là mục tiêu thứ nhất. Thứ hai là chúng ta cũng giảm bớt cái nguy cơ mà cái nấm xâm lấn này tiếp tục nó lan tràn ra các cấu trúc xung quanh. Tất nhiên việc này thì nó cũng mang tính chất tương đối, bởi vì chúng ta biết là mũi xoang thì nó nằm ở vùng mặt, nó liên quan gọi là hàng xóm với mắt, rồi liên quan với não, màng não, thì cái việc này nó cũng mang tính chất tương đối và chúng ta phải cân nhắc lợi ích nguy cơ, đồng thời cũng ngăn tràn cái khả năng nó theo máu nó lan tràn ra toàn thân. Và thứ ba đó là tăng khả năng ngấm thuốc kháng nấm vào trong mô, thì chúng ta biết là nếu mà đã tắc mạch rồi thì chúng ta có đưa thuốc vào bao nhiêu thì khả năng mà thuốc có đến được cái mô mà đang bị nhiễm trùng này rất khó khăn. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là trong cục bộ chúng ta thấy là người ta khuyến cáo rằng cố gắng lấy tối đa có thể và lấy đến những cái vùng nào chúng ta cảm thấy có thể lấy được, và gọi là tối ưu là ở vùng chúng ta lấy được thì là đấy thì nó có dớn máu, nó chứng tỏ là ở đấy là thôi thì tạm thời bằng mắt thường chúng ta thấy nó không có hiện tượng tắc mạch nữa, thì ít nhất là nếu giả sử có còn sót sợi nấm ở đấy thì thuốc vẫn có tác dụng. Về mặt phẫu thuật thì có những cái khó khăn, là đây là cái hình ảnh trước, đó là hình ảnh về phẫu thuật ở trong mũi xoang, nhưng mà không có những cái khó khăn mà ví dụ những trường hợp mà nó vào mắt, vậy thì nếu mà vào mắt rồi mà bệnh nhân còn thị lực thì câu chuyện rất là rõ, thôi cứ phải tối đa ở trong mũi xoang, thế còn mắt thì điều trị bằng thuốc. Nhưng có những trường hợp mà nấm nó vào mắt rồi thị lực đã giảm rồi, thậm chí có bệnh nhân bị mù, thì liệu những bệnh nhân đấy có phải khoét mắt hay không, thì đây là một câu chuyện mà không phải chúng tôi gặp khó khăn, mà kể cả thế giới cũng còn đang rất là tranh cãi. Nên vậy thì chúng ta biết là mắt nó hỏng mất rồi, nhưng mà quét một cái mắt đi để cho bệnh nhân chịu một cái tàn phế, chịu một cái sang chấn với tinh thần lớn là không hề dễ dàng, thì đấy là cái khó khăn. Rồi đồng thời những trường hợp mà nấm nó xâm lấn vào trong não thì không lẽ là chúng ta lại mở não ra, chúng ta cắt não đi rồi vào các cái mô phần mềm, đặc biệt là vùng hố dưới thái dương cũng như phần mềm vùng mặt, đây cũng trường hợp mà cái nấm nó xâm lấn rất là rộng, thì đây là những cái khó khăn. Nói tóm lại thì làm sao để chúng ta lấy được tối đa các cái tổn thương, thì đấy là những kim chỉ nam cho người phẫu thuật viên. Về mặt điều trị thuốc thì người ta sẽ có ở những cái thể đặc biệt, ví dụ như là cả nấm mà nó xâm lấn cả vào ổ mắt và não, thì đương nhiên là những cái trường hợp đặc biệt là do cái mu gom thì cái việc điều trị nó rất là phức tạp và nó đòi hỏi cái sự phối hợp rất chặt chẽ giữa bác sĩ tai mũi họng, bác sĩ về truyền nhiễm, các nhà dược lý vân vân, vi sinh. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là đây là cả một cái dài dần dần cái hướng dẫn để chúng ta có thể làm sao chúng ta tối ưu một cái phương án cho bệnh nhân, thì chúng ta không thể có thời gian chúng ta ngồi chúng ta phải nói hết điều này, điều đấy cũng không thực sự cần thiết. Và việc đối với bác sĩ tai mũi họng đó là việc xác định, thứ nhất khi mà chúng ta điều trị thuốc kháng nấm cho bệnh nhân thì thuốc kháng nấm phải trải qua các giai đoạn sau. Thứ nhất đó là phải bắt buộc phải sử dụng theo đường toàn thân là đường tĩnh mạch, bệnh nhân cần phải điều trị ít nhất là trong vòng 3 đến 4 tuần và có thể kéo dài hơn nữa nếu tùy thuộc vào đáp ứng của bệnh nhân. Ở đây người ta gọi là pha cảm ứng, và rất nhiều các vấn đề liên quan đến việc dùng kháng nấm nó sẽ xảy ra trong một vài tuần đầu tiên khi mà sử dụng thuốc kháng nấm. Sau khi mà bệnh nhân đã có sự cải thiện về mặt lâm sàng cũng như là chẩn đoán hình ảnh thì chúng tôi sẽ chuyển sang một cái gọi là pha củng cố. Tại cái pha này thì bệnh nhân sẽ tự chuyển từ thuốc tiêm truyền sang thuốc uống. Cụ thể là phần lớn các bệnh nhân của chúng tôi là mũi bộ thì chúng tôi sẽ sử dụng amphotericin B, có thể là dạng bình thường, dạng thường hoặc là dạng lipid hoặc dạng tiêu hóa, và như vậy thì nó sẽ bớt những cái tác dụng phụ đi. Rồi sau đó chúng tôi sẽ chuyển sang cái thuốc uống, đó là ketoconazole. Thì câu hỏi đặt ra đối với các bác sĩ điều trị đó là khi nào chúng ta điều trị đến khi nào? Vậy thì người ta khuyến cáo là gì? Khi mà chúng ta kết thúc điều trị thì về mặt tối thiểu thời gian chúng ta vẫn phải điều trị toàn thân được tiêm truyền là 3 đến 4 tuần và củng cố bằng thuốc uống ít nhất là 6 đến 8 tuần tiếp theo. Sau đó chúng ta đánh giá, vậy thì bệnh nhân có cải thiện được tất cả các triệu chứng về mặt triệu chứng và dấu hiệu trên lâm sàng hay không? Bệnh nhân còn các cái biểu hiện gì đó trên tiến triển tổn thương hơn trên chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là cộng hưởng từ hoặc là CT, và tình trạng miễn dịch của bệnh nhân đã được khôi phục chưa, thì chúng ta mới quyết định là chúng ta có thể dùng cái liệu pháp kháng nấm. Mặc dù có những cái điều trị tích cực như vậy mà chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với các chuyên khoa khác trong bệnh viện, đặc biệt là về dược lâm sàng cũng như là chuyên khoa truyền nhiễm, thì tỷ lệ tử vong với con số 23 bệnh nhân mà chúng tôi gặp trong cái series vừa rồi thì từ 6 bệnh nhân tử vong, và như vậy tỷ lệ tử vong khoảng 26%, như vậy nó nằm trong cái khoảng mà thế giới công bố là khoảng từ 18 trên 50%,
có nghĩa là cũng là nói chung là cũng rất là mệt mỏi cho bệnh nhân cũng như người nhà. Và việc mà có một trường hợp là có bảy trường hợp bệnh nhân vào mà có cái hiện tượng giảm thị lực thì có hai trường hợp bệnh nhân có thể hồi phục được, sau đó các bệnh nhân khác không có, rất là đáng tiếc không thể cứu vãn được cái đúng mắt. Nhưng tuy nhiên câu chuyện ở đây vẫn phải nhắc lại đối với viêm mũi xoang cấp do nấm xâm lấn, đó là số một, đó là sinh tồn, đó là sống còn, như vậy chúng ta phải cứu sống bệnh nhân. Còn thị lực thì chúng ta cố gắng bảo tồn, cố gắng phục hồi, cũng như là đừng nói chung là tránh làm sao để nó sang đốt mắt đến cạnh, thì như vậy nó là thuộc về mặt chức năng. Như vậy đối với chúng ta tư vấn cho bệnh nhân thì trường hợp này nếu người ta có tập trung hỏi về mắt, tập trung hỏi về răng thì đó thì vẫn phải khẳng định nguyên nhân đó là sống còn, để sau đó làm một tình trạng khác. Và đây là kết quả của vài hình ảnh về bệnh nhân trước khi xin lỗi là vì liên quan đến mắt thì không che mắt thôi mà cũng là nội bộ bệnh viện chúng ta. Thì đây là một bệnh nhân trước khi mổ, chúng ta thấy là bệnh nhân có hiện tượng là viêm mô xoang cấp, lần sơ lần và có tổn thương ở mắt, chúng ta vừa có liệt các dây thần kinh gần nhãn, có sụp mi rồi có giảm thị lực vân vân. Thì đây là kết quả mà sau mổ thì chúng ta thấy là và điều trị nấm với cái phác đồ đủ thời gian và có đánh giá cả về mặt nội soi cũng như là về mặt chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta thấy là tất cả các cái biểu hiện về mặt lâm sàng bệnh nhân được cải thiện, cũng như soi hình ảnh trong cái hốc mũi thì là niêm mạc nhăn. Như vậy thì đây là một trong những cái ví dụ mà kết quả điều trị rất là tốt. Một trường hợp khác thì chúng có một trường hợp chúng tôi cũng buộc phải cắt mắt cho bệnh nhân là bởi vì mặc dù phẫu thuật rất tích cực rồi, điều trị kháng nấm tích cực rồi nhưng bệnh nhân vẫn các cái biểu hiện về mặt lâm sàng không cải thiện, bệnh nhân vẫn sốt thì chúng tôi vẫn phải có chụp mò mắt ở đây ở gọi bệnh viện chúng ta để tiến hành quét nhãn cầu. Và đây là hình ảnh sau khi điều trị thì chúng ta thấy là cái hốc mổ mũi xoang tốt và có hiện tượng nấm thuốc ở cái biên của cái diện mổ thôi, và bệnh nhân thì cho đến nay là bệnh nhân đã sống một cách khỏe mạnh. Về mặt yếu tố tiên lượng thì để làm sao tiên lượng một trường hợp là liệu là trong những trường hợp nào thì điều trị sẽ tốt, những trường hợp nào mà điều trị không sẽ không tốt thì bác sĩ cần phải để ý thứ nhất về tuổi, đương nhiên cả cao tuổi thì càng khó điều trị bởi vì các suy giảm chức năng rồi việc điều trị thuốc nó cũng làm độc các cơ quan. Thứ hai là nếu như mà có tình trạng mà xâm lấn vào mắt hay vào nội sọ thì đương nhiên là tiên lượng không tốt. Tuy nhiên thì có một cái yếu tố được gọi là tiên lượng tốt, mặc dù chúng ta thấy là bệnh nhân bị tiểu đường là một cái cơ địa để cho viêm mũi xoang cấp và xâm lấn dễ xảy ra, nhưng nó lại là yếu tố tốt bởi vì khi chúng ta điều trị tốt cái tình trạng tiểu đường, kiểm soát tốt được cái đường máu cho bệnh nhân thì bệnh nhân lại được cái tiên lượng lại tốt hơn những bệnh nhân mà tiểu đường mà không có hiện tượng tiểu đường. Và như vậy thì mặc dù là tiểu đường chúng ta nghĩ đến viêm mũi xoang cấp và xâm lấn, nhưng nếu chúng ta chẩn đoán được xâm lấn ở bệnh nhân tiểu đường thì chúng ta có thể cảm thấy là tự tin hơn trong quá trình điều trị. Và đương nhiên càng phẫu thuật tốt thì bệnh nhân sẽ càng có cái cơ hội được cứu sống cũng như là phục hồi cũng bảo tồn các chức năng. Thế mà như vậy là qua cái báo cáo như vậy thì tôi có thể đưa đến một vài kết luận sau. Thứ nhất là viêm mũi xoang cấp do nấm xâm lấn là một cấp cứu cho tai mũi họng. Như vậy thì nó đòi hỏi là các bác sĩ phải rất là khẩn trương để chúng ta nghĩ đến nó, chúng ta đưa ra cái hướng điều trị, bởi vì đây là một cái bệnh mà có tỷ lệ tử vong cũng như là tàn phế rất cao. Thứ hai là cần nghĩ đến viêm mũi xoang cấp do nấm xâm lấn ở các bệnh nhân có biểu hiện có yếu tố nguy cơ, đó là suy giảm miễn dịch kèm theo các cái biểu hiện như là viêm mũi xoang cấp do nấm xâm lấn, viêm mũi xoang cấp và chúng ta soi hoặc chúng ta khám miệng hoặc khám mũi chúng ta thấy có hiện tượng là hoại tử viêm mạc mũi hoặc khẩu cái. Và việc điều trị viêm mũi xoang cấp do nấm xâm lấn cần khẩn trương bao gồm thứ nhất là phẫu thuật. Đây là các bác sĩ tai mũi họng có thể phối hợp với phẫu thuật thần kinh nếu cần, phối hợp với bác sĩ chuyên khoa mắt nếu cần, và điều trị thuốc kháng nấm đường toàn thân rồi khôi phục tình trạng miễn dịch. Như vậy ba chân kiểm đó không thể thiếu được một trong ba, và việc phối hợp với nhiều chuyên khoa trong chẩn đoán điều trị là cực kỳ quan trọng để đảm bảo cái thành công cho cuộc cho cái điều trị cho bệnh nhân. Đây là toàn bộ nội dung trình bày của tôi, xin cảm ơn.